Đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì. Ấy ấy là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu. Để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà ngà say rồi. Hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm. Giống như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á, thì vợ em tối trước khi ngủ xíu nước hoa. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giàu. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Nhật Minh, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế chạy xe hơi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phan Thảo, hiện tại đang là sale ở bên ngành làm đẹp. Dạ. Hàng đẹp. Gì đẹp quá. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Cũng là một dịp tình cờ, là quê của cô này thì đang tổ chức đám cưới. Em cũng về đó với lại mẹ của em, tại vì mẹ của em á là bạn của cậu em. Dạ. Dạ. Thì vô tình về thì hai vợ chồng gặp nhau dưới đó. Lúc em gặp anh này á, em không để ý gì luôn á. Chỉ có ấn tượng là mỗi lần mà em đi đâu cái em quay lại là thấy anh đứng kế bên em. Ủa sao vậy em? Tại vì em thấy cổ xinh, em dễ thương. Nếu mà em bị cuốn hút. Em lộ luôn từ lúc đầu luôn. Có dạ. Như gặp cái là em giống như em bị choáng liền đúng không? Dạ em cảm đúng thấy rồi. Em thích. Trong khi vợ thì không có cái... Không để ý gì. Tại vì đám cưới dưới quê á, là hầu như mọi thứ đều là tự tổ chức, tự nấu ăn, rồi tự trang trí. Cứ em thổi bóng bóng cái là quay qua thấy ổng đứng thổi bóng với em. Xong cái thổi bóng xong cái em ra em quét sân, cái thấy ổng cầm cái chỗ quét sân với em. Nói chung là đi theo tò tò đó. Đó. Đến ngày hôm sau á, là đám cưới xong hết rồi thì anh xin số điện thoại. Thì lúc đó thì em cũng là ở trên này, chỉ về quê chơi thôi. Bao lâu thì tụi em chính thức yêu nhau? Khoảng chừng vài ngày sau á thì em nhận được tin nhắn của anh này. Anh rủ em đi, anh sẽ dẫn em đi ở Sài Gòn, những nơi mà anh biết, rồi anh dẫn em đi tham quan. Dạ, tỏ lời ông bướm liền gì. Dạ đúng rồi. Em có nhận cái tình cảm đó không? Lúc đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì. Tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt. Không có kiểu mà Bóc hốt gì hết. Dạ. Tầm khoảng 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì em mới chủ động ngỏ lời làm quen cổ bằng là em gửi một cái bài hát. Thì cổ nghe cả ngày luôn. Sau đó đến cuối ngày thì em mới hẹn cổ đi chơi. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi. Cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả? Dễ thương vậy đó. Dễ thương quá. Còn trước đó là coi như trong 4 tháng trời quen với nhau là tay chưa có nắm. Dạ giữ khoảng cách. Không hung, không nắm tay, không gì hết. Dạ, dạ. Đúng rồi. Đa phần là quận 7 mà chỗ đó rất là tối. Nhưng được các bạn này không bao giờ mà kiểu mà dê hay là có bất cứ hành động nào với em hết á. Nhưng mà sau cái 4 tháng đó, sau cái đêm mà nắm tay vô eo đó thì bạn có tiến triển vồ vập là bốc hốt giống như không còn giữ gìn đâu? Cũng không bốc hốt luôn chị. Bao lâu thì tụi em mới cưới? 8 năm. Mà 8 năm vẫn giữ khoảng cách luôn? Không, dạ không, cái đó là không có rồi. Không rồi, bây giờ bao lâu thì các em mới gần, coi như là gần gũi với nhau mà thân mật với nhau luôn. Đốt cháy khoảng cách. Từ lúc mà cô ấy ôm eo của em rồi á, là xác nhận là người yêu rồi đó, coi thì có những cử chỉ thân mật hơn. Cô cũng hay rủ em đi đến những chỗ mà nó lãng mạn, phải không? Lãng mạn rồi nó tối những hạn như karaoke mà chỉ có hai đứa thôi. Có làm gì không? Dạ không. Lần đầu tiên của các bạn là khi nào? Ấy ấy. Là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu chơi. Sau bao lâu yêu nhau? Dạ khoảng 7-8 tháng gì đó. Thì trước ngày hôm đó thì em mới qua chở cổ đi ăn uống. Rồi mới nói là thôi em có muốn đi đâu chơi không? Đưa em đi Vũng Tàu, em có đồng ý hay không? Thì vợ em từ chối đủ điều hết, không muốn đi. Đến khi đến về nhà đó, rồi em mới nhận được tin nhắn của cổ là ngày mai qua chở em đi làm. Khi buổi sáng đến nơi, gặp vợ em nguyên cái ba lô luôn. Vậy đó hả? Dạ. Là có nghĩa là lúc đó mới là xác nhận là đi Vũng Tàu hả? Dạ. Em hỏi đi đâu thì anh bà vợ em mới kêu là đi chơi. Vũng Tàu rồi vui không? Buổi tối á, thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn.
mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hồn đó đúng không? Dạ. Đến... để ta kể tiếp đi. Cuối cùng thì cứ sao? Nhảy vô hoài để người ta kể. Cuối cùng người ta phải từ từ. Đó. Lúc trước á, khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi, hai giường để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà ngà say rồi, hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Thì muốn hỏi cái vụ sâu xa nữa. Chính thức là mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Dạ. Sợ không? À, thật ra thì em cũng không sợ đâu. Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Ừ. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Ừ. Dạ. À, vui rồi ha. Chưa, từ từ đó. Bạn sao, bạn có cảm thấy trách nhiệm không? Tại vì biết sao chị hỏi không? Tại vì hai bạn này sau đó là tới 8 năm sau mới lấy nhau. Dạ, đúng rồi. Tại vì ban đầu em đã xác định cô ấy là người yêu của em. Ừ. Mà khi mà bước tiến một bước nữa thì em sẽ xác định cô ấy là sẽ là vợ của em. Đúng rồi. Dạ. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng càng kháng khích với nhau hơn. Ừ. Hiểu nhau hơn. Vậy thì anh muốn hỏi là tại sao yêu mà yêu lâu như vậy, yêu tới 8 năm rồi mới cưới? Vì một phần là biến cố của gia đình. Từ biến cố bên gia đình à? Cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung lúc đó bạn này là sinh viên. Hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được. Vẫn kéo dài mối tình đó, quen nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn. Tại vì lúc đó mẹ đang bệnh. Em ở một năm dưới đó. Lúc mà ba em mất là hàng giống như là em là bị stress á. Em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi. Em đòi chia tay suốt. Cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Mỗi lần em đòi chia tay cái là ảnh về. Anh chạy xe máy từ trên Sài Gòn về. Nhà em thì ở Long Thành. Anh về đến mức độ mà bà ngoại với mấy dì của em dưới nói là sao tự nhiên quay lại là thấy mày dưới đây vậy. Rồi sau cái đám tang của bà. Ba năm. Dạ. Rồi sao lại không cưới liền đi? Dạ, khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tang mấy năm nữa? Dạ, cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu Đức Tôn. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại em mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Đó. Nhưng mà gia đình hai bên em là có đồng quan điểm với nhau về cái chuyện tình yêu của hai bạn hay không? Ba mẹ thì không có cấm đoán gì hết, hai bên đều không cấm đoán gì hết. Nhưng mà có một cái vướng mắc ở đây là do tụi em khác biệt tôn giáo nên đâm ra nó sẽ khó trong cái khoảng mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn về vấn đề đó. Sau rồi bạn em thuyết phục. Và cũng trong thời gian đó luôn, lúc mà chưa chuẩn bị đám cưới á, chồng em lại bị tai nạn. Trời ơi, sao hai đứa sao cứ gặp những sự cố không vậy? Trong chiên á. Trời mưa tối, xong rồi chồng em vừa xuống cái cầu đó thì có người băng qua đường, chồng em né. Xong rồi chồng em té xuống thì nguyên chiếc xe đập vô mặt chồng em luôn. Lúc đó thì em khâu rất là nhiều trên mặt, mũi thì bị gãy. Thì gia đình của em thấy cô này chăm sóc em rất là chu đáo. Rồi kể từ đó thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Sau đó là cưới luôn đó. Rồi bây giờ cưới nhau là được bao lâu rồi? Đó thì đến nay khoảng 1.5 năm. Ôi gì mới đây à, đúng không? Rồi. Quá son, có thật xấu gì không cưng? Dạ, em tật xấu cũng nhiều lắm. Nhiều, trời ơi, vậy hả? Thôi giờ cho em kể trước đó. Ví dụ. Dạ. Thì vợ em á, thì có cái tật rất là ngộ. Đồ đạc của mình á, mình xài chẳng hạn như là nịt bụng, hay là những cái đồ mà chai dầu hay gì đó, là bản thân vợ em xài. Để đâu không nhớ bắt chồng đi kiếm. Mà chồng không kiếm được thì lại giận. Đó, cứ thế mà năn nỉ. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm, giống như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á, thì vợ em tối trước khi ngủ xí nước hoa. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giận. Đó, cái đó cũng hay chứ bộ. Hay lời muốn nói. Nhiều lúc mà nằm kế bên cứ tưởng nằm với cô, với mẹ không. Là có sức vô gió không hả? Sức... Một tuần sức mấy lần? Đêm nói chung là sức. Đêm nào cũng sức. Trời ơi, đêm nào cũng rất là mệt thôi nha. Giống như là cái đó là thói quen từ nhỏ của em luôn rồi. Như vậy có nghĩa là đêm nào mà muốn gần thì gũi báo hiệu. Không là... có là sức dầu thơm trộn dầu gió. Giống như là đêm nào mà ấy thì em sẽ sức dầu thơm trước. Xong hết rồi mới sức dầu gió đi ngủ. Còn tật xấu gì nữa? Thì đi mỗi lần đi chơi là cô này rất là thích chụp hình. Xấu cái là giận, bỏ ra góc ngồi vậy đó. Rồi tới khi em phải năn nỉ xong rồi mới chịu chụp hình lại. Hay giận lắm phải không? Dạ hay giận, hay nhõng nhẽo lắm. Đó, cái đó là tật xấu đó. Anh cứ kể đi, đâu có nhìn. Cái phần này đâu có nhìn. À, vợ em rất là hậu đậu. Đi tắm, một 10 lần là hết 9 lần là quên đồ. Rồi đang tắm, đang vô toilet thì lúc nào cũng á hết.
Cứ 10 lần là hết 10 lần á, mà biết á cái gì? Dạ. Á gì vậy? Có là rớt đồ xuống đất á, bắt em lấy đồ mới đem vô lại. Cái tật ngộ lắm, lúc mà trước khi quen hay sau này quen cũng vậy, là mỗi lần đi vệ sinh là cứ để một ảng luôn, đến khi mà nó bốc mùi quá rồi mới xả xuống, mà khi mà em bước vô một cái là tá ná thở luôn. Nó vậy đó. Cái đó do mình quên hả? Cái đó do mình quên hay cố tình chọc chồng? Ai vậy? Ảnh á, ảnh rất ghét như vậy. Ảnh giống như là ảnh ấy xong là phải đi xả liền, xong rồi cứ ấy là xả liền. Còn ở xong ảnh cằn nhằn em cái em để vậy luôn, xong rồi là cố tình đúng xong không? Rồi cái rồi em mới xả, xong rồi là ảnh nói số 8 năm thì bây giờ em đỡ rồi. Rồi giờ em được cái là nấu ăn rất là ngon, là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Có lúc thì em thèm á, em đôi khi em thử vợ em là tài nấu nướng như thế nào, thì em mới kêu là anh ơi anh thèm ăn trứng. Thì lúc đi làm về á là toàn là trứng luôn, canh trứng, trứng kho, trứng chiên, trứng luộc. Em ăn mà một tuần một tháng sau là em thấy trứng em sợ luôn, không dám ăn nữa. Làm cho ăn lần cho nhớ luôn á, lại thèm ăn trứng mà, ăn lần cho nhớ luôn. Ăn nhầm rồi. Em khui cái tật xấu của chồng em. Tật xấu của chồng em, thật ra thì chồng em ít tật xấu hơn em. Ảnh là thích rất hay chọc ghẹo, thích ghẹo lắm. Biết là con gái mà ai mà không ghen, nhưng mà thích chọc cho em ghen vậy chị. Giống như là em hôm nay á hả, anh đi anh gặp nhỏ đẹp ghê luôn á em. Xong rồi em không ghen kể tiếp. Kể tiếp cho đến lúc em giận cái quay qua đang nỉ. Kể... Nhây á, nhây á. Dạ anh nhây lắm chị. Với lại là thêm cái nhờ anh dọn dẹp gì là rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Rồi đợt là ở dưới quê là nhà mẹ em buôn bán tạp hóa. Bao nhiêu cái gì mà cũ là gom bỏ hết vậy, dục hết. Nhanh là tại vì dục. Dạ đúng rồi. Dục cho rồi đó. Dục xong rồi cái mẹ em kiếm không thấy, mẹ em đi ra thùng rác thấy nằm lại. Cũng biết tiết kiệm quá ha. Với lại là cái này không phải là tật xấu, giống như là niềm đam mê vậy đó chị. Ảnh rất thích hát. Đi đám cưới là ảnh không cần ăn đâu, chỉ mong được lên hát thôi. Dễ thương. Với cao hát càng nhiều là ảnh càng vui. Đến phần gọi là mong muốn thay đổi thì với cái người chồng mà gọi là theo em á là ít tật xấu như thế này, vậy em có muốn anh thay đổi gì không? Bạn bè em cũng nói á, Minh nó không có tật xấu gì luôn á. Thì em cũng cảm thấy vậy, chỉ là lâu lâu ảnh nhay nhay với em vậy thôi. Vậy là sao? Là cứ là như không? Thế anh dạ, cứ như thế đi Minh thôi. Ơi dạ. Anh cứ như vậy đi Minh ơi. Còn Minh thì sao? Thì em chỉ mong muốn cho em là bớt nóng tính lại, tại tính nóng lắm. Với lại là chịu khó học nấu ăn. Bớt luộc lại. Nhưng mà Minh chị nói nghe nè, bây giờ mà ăn luộc á là thường sách đó. Đúng rồi á chị. Không có bệnh thiệt luôn á, mà giờ chị chưa tập được luôn á Bin. Trời ơi đừng có nhìn em. Chứ chị mà tập được là chị đâu có đến nỗi chị, vậy. Cứ sau 5 giờ là mình không ăn. Cái ngành nghề của tụi chị khó mà ăn được theo như vậy. Đúng rồi. Lúc mà hai em về sống chung là có thêm một biến cố nữa. Là lúc mà hai đứa em đám cưới được 1 năm thì em lại có em bé. Em có em bé. Hai đứa rất là trông mong luôn, tại vì hai bên gia đình rất là mong luôn. Lúc mà nghe tin em có bầu cái là vui mừng lắm. Nhưng khi đi siêu âm thì lại là thai ngoài. Ngay đêm đó em là ngay cái đêm em mổ. Là phải mổ liền đúng dạ, không? Dạ mổ liền. Tại vì cái trường hợp của em là cấp cứu. Bao lâu rồi cưng? Được 6 tháng, 7 tháng. 6 tháng, 6 tháng như vậy thì cũng có thể thôi, nhưng mà nếu dưỡng thêm đi. Phải mất 1 năm. Bác sĩ nói là 2 năm. Chị cũng thay ngoài nhưng mà sau 1 năm thì chị có bé Bí Ngô. Thôi thì giờ đến việc của anh Bin ở đó. Anh Bin phải chúc đi, tại vì cả hai gia đình đều mong có cháu rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nào cũng yêu thương nhau nè ha. Và trong năm sau là sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn anh. Sẽ chào đón một thiên thần ha. Khỏe mạnh nè, đầy đủ nè, đẹp trai hoặc là đẹp gái giống như ba mẹ. Cảm ơn chị. Rồi, chào hai em. Chào tụi em nha. Trước tiên là phải kể đến là bẩn. Thời tiết ở ngoài Bắc ấy ạ, có những hôm lên đến 39 40 độ mà 3 4 ngày chồng em không tắm luôn. Đi làm về toát hết mồ hôi lại cứ thế leo lên giường ngủ. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Vâng, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em tên thật là Trần Đình Kiệp ạ. Em ở Bắc Linh ạ. Năm nay là em 29 tuổi. Nè, đồng hương với tôi đấy nhé chú nhé. À vâng. Ừ, Bắc Linh chú ở chỗ nào? Em ở Yên Phong ạ. Yên Phong hả? Vâng. Chị ở Chùa Giận á.
À, Chùa Dận thì cách em mười mấy cây. Đó, Chùa Dận á, trời ơi, đó gặp ông ngay ông Đồng Hương. Anh giới thiệu đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Luật, em đến từ Sơn La và hiện nay em đang sinh sống ở Bắc Ninh ạ, quê chồng ạ. Theo chồng về Vinh đó phải không? Về Bắc Ninh ở Sơn La. Sơn La nhưng mà có biết hát quan họ không em? Em biết hát vài câu thôi ạ. Hát một vài câu đi cho nghe cái nào. Không khí lên coi. Ừ. Dạ. Ngồi rằng là ngồi tựa ý có mây màn ơi ơ thuyền là ngồi tựa ý màn thuyền ấy mây đêm là đêm mới hôm qua. Hay lắm bài đấy. Ngồi tựa màn thuyền. Bài này chị hát trong Leo Biết Đại Chiến rồi phải không? Ừ đúng rồi. Luật nói là Luật làm công việc gì? Dạ hiện nay là em đang làm nhân viên bán hàng này, làm kế toán này, làm trợ lý này, kiêm bà nội trợ này, ô xin cho chồng. Quá giỏi luôn. Đó, hai em là đi từ Bắc Ninh vào trong Sài Gòn tham gia quay chương trình này. Vâng, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay và lần đầu được vào Sài Gòn ạ. Đó, quý vị thấy chưa? Có như cặp vợ chồng đến từ Bắc Ninh xa xôi như thế mà đã vào đây mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chính vì thế, chương trình Vợ Chồng Son luôn luôn chào đón tất cả các cặp vợ chồng ở mọi miền đất nước. Cho nên là ai muốn tham gia là cứ mạnh dạn, cứ đăng ký tham gia để gặp chị Vân và anh Quốc Thuận là sẵn sàng là chào đón các bạn ha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ngày xưa là vợ em là mình có học lớp 11 ạ. Thì vợ em lên trên Hà Nội này gọi là lên chơi thôi. Thế là gặp nhau lúc đấy thì biết nhau thôi ạ. Chưa có yêu thương gì nhau. Ừ. Biết nhưng nhau. Mà đi lên bạn lên Hà Nội rồi em cũng lên Hà Nội. Em là sinh viên ạ. Sau mãi nữa mấy năm sau rồi mới lại tiếp xúc nhiều thì mới thích. Ừ. Thế còn em thì sao? Ừ, em thì có một ấn tượng gì đặc biệt đối với anh này không? Dạ, lần đầu gặp thì em có ấn tượng là nhìn anh này cũng thư sinh. Tóc lúc đấy là để tóc dài, đeo kính ạ. Lần đầu thì như vậy là ấn tượng rất là tốt ạ. Và sau đó em tấn công cô gái này bằng cách nào? Và một ngày mưa gió thì em cũng không có số điện. Và Facebook thì cũng là không kết bạn, hủy kết bạn với nhau. Thế là em mới tìm vào quán net. Vậy là tìm lục trong Facebook của vợ thì là thấy bạn của vợ thì gọi điện, em có số của bạn này không, anh là bên kiểu như là đội thanh niên hay gì đấy cần số và cho số gọi cho vợ, thì vợ lại nghĩ là anh này anh trêu mình, cũng cho địa chỉ. Thế xong là em tìm đến nơi thì vợ vừa thò mặt ra khỏi cửa, em mới lại mồm em mới lại chúm chím cười, em bảo em có hạnh phúc không? Thế là lần đầu tiên gặp sau rồi. Rất là nhiều năm rồi thì hỏi vậy thì vợ em cũng trả lời em có, trả lời hơi ngượng ngượng. Thế xong lên nhà chơi nói chuyện với nhau bình thường, thế là em mới chủ động là em cầm tay, em thấy cầm tay cũng cho cầm đấy. Em thấy là chịu rồi đấy. Thế là xong là tủ đi ra bãi đá sông Hồng á, lúc đi thang máy là em thơm một cái vào má, thơm một cái vào má luôn à, em thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Có bị gì chống cự không? Có lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đứng em lại đơ luôn. Đứng đơ luôn không nói được gì mà chỉ đỏ bừng mặt lên thôi và chỉ cười ngượng không nói được câu gì ạ. Và đó là cái nụ thơm đầu tiên đó phải không? Đúng rồi ạ. Khi mà ra bãi giữa sông Hồng ấy, ở trên một cái chòi rất là cao, hôm đấy là vào một buổi chiều mùa đông, mưa lớt phớt. Ôi giời ơi. Rất là lãng mạn luôn. Thế là tự nhiên anh đấy tiến tới ôm và hôn luôn. Nói là yêu anh nhé. Em cũng đơ luôn. Đơ luôn. Lúc đó là hôn môi đúng không? Lúc đấy là môi ạ. Đó, thì xong rồi tối về sao? Tối về thì em thấy rất là ngại. Đây là nụ hôn đầu ạ. Ngại xong rồi chui vào trong chăn. Chùm trong chăn, chùm vào chăn cả tuần liền, ngày nào cũng chui vào trong chăn, xong rồi thỉnh thoảng lại hò hét lên. Thế là bạn cùng phòng mới thắc mắc, không hiểu con này nó bị làm sao, nó suốt ngày chui trong chăn xong thỉnh thoảng lại hét lên rú lên như một con điên đúng không? Đúng rồi ạ. Hai em là lần đầu tiên hôn nhau ở một cái chỗ nó rất là lãng mạn. Vâng. Đúng không? Vâng. Vậy thì khi yêu các bạn có tiếp tục lãng mạn như thế không? Em thì rất thích lãng mạn. Anh này sao? Anh này có lãng mạn không? Anh này có, cũng rất là lãng mạn. Cứ thỉnh thoảng anh lên Hà Nội lại đến tìm em thì lại có một bó hoa. Những khi mà em không ở nhà ấy, thì anh sẽ mò thẳng đến lớp em luôn, đến trường. Có khi thế là mang hoa đến, nhưng mà đều là trùng
Hôm thì là trước rằm, hôm thì trước mùng 1. Thế bạn bè thì hay trêu. Trêu là hoa cứng. Mang hoa cứng. Mà mọi người rất là ngưỡng mộ ạ. Ghen tị bởi vì mang lên đến tận lớp ấy ạ. Bạn này có hay làm thơ tặng em không? Dạ có, chúng em thì rất hay làm thơ. Thơ thì đối đáp để nhau. Mà nói hay về nhau thì ít, nhưng chủ yếu là kiểu như là em thấy vợ mà đăng thơ lên Face hay là gì kêu ca thì nói chung là viết cái tút gì á mà em cứ thấy không hài lòng hoặc là tiêu cực hay gì là được em thôi. Tức là dùng thơ bình luận luôn bằng thơ, hai vợ chồng đối đáp nhau luôn bằng thơ. Giống như mượn mây đẩy trăng á, đúng không? Không có nói thẳng ra luôn á. Đúng rồi ạ, khi tức giận hay có gì bức xúc cũng lại làm thơ. Anh quá ích kỷ nhỏ nhen. Hứa lên hứa xuống hẹn em còn gì. Đúng là như mới dậy thì. Thay đổi tâm lý, nói gì cũng sai. Đã thế còn thích nói dài. À thôi thì anh chót. Thế anh cài tai phone. Thế là anh ấy lại tiếp tục. Đâu, em nói thế ra. Thế thì xong là em lại nghĩ ra luôn, em làm luôn là em này giận quá mất khôn. Tự nhiên lại cứ sồn sồn với anh. Đành rằng em rất lành chanh, nhưng phải hiểu rõ ngọn ngành chứ em. Đã vậy anh sẽ không thèm. Cùng em đạp vịt ăn kem Tây Hồ. Trước cái bài thơ đấy là vợ em là có nhắc đến cái chuyện là hứa cho đi đạp vịt, cho đi ăn kem rồi là không đi, chưa có thời gian đi. Dễ thương quá luôn á. Bây giờ là các em là từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau là bao lâu? Dạ là 3 năm 3 tháng ạ. Vậy trong khoảng thời gian đó các bạn có những cái biến cố gì trong tình cảm hay không? Dạ có rất nhiều biến cố ạ. Chia tay giận nhau rất là nhiều. Do khác biệt về quan điểm về công việc ấy ạ. Em thì luôn muốn là học xong thì sẽ được làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn anh thì thích là kinh doanh ạ. Nên là... Tức là làm tự do. Vâng ạ. Thế nên là có tranh cãi rất là nhiều về vấn đề đó. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con phát hiện và phát hiện có em bé cũng mùng 6 Tết năm 2017 là phát hiện là có em bé. Lúc đó em như thế nào? Sao thì vợ thấy sốc quá, thấy khủng hoảng sốc khủng hoảng luôn đấy ạ. Chỉ biết khóc thôi ạ. Khi em báo tin cho anh biết thì lúc đó em sao tệp? Thì em nói luôn, bây giờ cưới chứ biết làm sao. Em bảo bố mẹ xin phép. Thì bố mẹ các bác là lên đặt vấn đề xin phép luôn, cưới luôn. Vậy thì sau khi cưới thì sao? Có bị áp lực không? Có cãi vã với nhau? Áp lực gần như là quãng thời gian nó rất là khủng khiếp. Không phải là đến từ hai vợ chồng đâu, mà nó từ cái môi trường sống nó... Lúc đó tụi em sống ở đâu? Tụi em sống chung với... cùng gia đình ạ. Thì đang bầu bí thì hai vợ chồng cũng dẫn nhau. Thì vợ em cứ đòi ly hôn và chia tay. Em bảo nghĩ trong bụng thích bỏ nhau thì mình cứ đưa lên tòa thôi, cho vợ thích làm gì làm. Vì bảo bây giờ đang bầu bí không ai giải quyết, cứ cho đi cho thoải mái. Và ức chế lắm, nhiều lúc cũng muốn đánh vợ lắm. Đập mấy cái điện thoại lát thôi cũng không dám đánh. Động vô. Đó, cũng không dám đánh. Nhưng mà sau đó tụi em giải quyết cái việc đó như thế nào? Tức là tụi em sống cho đến bây giờ tụi em còn ở chung với ông bà không? Dạ không ạ. Là ra riêng rồi đúng không? Ra riêng từ lúc nào? Từ lúc mà thằng cu nhà em sinh được hơn một tháng. Hơn một tháng là ra riêng. Là vâng. Em đi thuê nhà ở riêng thôi. Xong là bán xe của vợ đi, bán vàng bán biếc đi vàng. Bán hết luôn để mà lo. Bán hết đi để mình lại đi thuê xưởng là mình làm. Thì lúc đấy là gần như là tâm lý mình rất thoải mái. Mình không phụ thuộc cái gì cả nên hai vợ chồng. Từ đấy là nó ổn định, nó cứ vậy thôi. Không phải lặng về suy nghĩ. Trước ví dụ gia đình ngoài Bắc là rất phức tạp cái vấn đề là lễ nghĩa hay là gia giáo hay là gì ấy, buôn bán hay làm gì cũng phải hỏi, nó rất là kiểu như là gia trưởng ấy. Kiểu như không liên quan gì đến việc kinh doanh nhưng mà là con là cái là vẫn phải hỏi, là phải báo được cáo. Phép thì mới cho làm mà. Khổ như thế. Vậy bây giờ vợ chồng em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm 5 tháng. 2 năm. Chồng em vừa mới nói từ gia trưởng đó. Dạ. Anh muốn hỏi bây giờ sẵn tiện là khui luôn cái tật xấu nè. Bây giờ chồng em có gia trưởng hay không? Đấy là tật xấu đầu tiên đấy ạ. Tật xấu đầu tiên. Đậm chất luôn ạ. Chồng em cực kỳ gia trưởng luôn. Rất là hay áp đặt. Khi nào mà vợ nói lại thì lại bảo em cứ nghe lời đi, nghe lời chồng không thiệt đâu. Thế là em lại răm rắp làm theo. Còn tật xấu hàng ngày thì vô cùng nhiều luôn ạ. Trước tiên là phải kể đến là bẩn. Thời tiết ở ngoài Bắc ạ, có những hôm lên đến 39-40 độ mà 3-4 ngày chồng em không tắm luôn. Đi làm về toát hết mồ hôi.
lại cứ thế leo lên giường ngủ. Là mùa hè đó đúng không? Mùa hè 39-40 độ. Chúng ta có thể suy ra được là mùa đông là ổng không tắm một tháng luôn đó. Mùa đông thì nếu mà không nịnh, không dục thì sẽ hiếm khi tắm lắm ạ. Rồi, còn tật xấu gì thêm nữa? Hay cáu gắt, nóng nảy, hay nói tục nữa. Nói tục? Cứ khi nào tức giận lên là lại nói tục. Có mày tao với vợ không? Có chứ ạ, mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn. Chỉ tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ, lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Thế có ghen không? À, ghen thì ghen cực kỳ luôn ạ. Ghen đến mức mà trên Facebook của em bây giờ là không còn bạn nam luôn. Kinh hoàng. Không, không, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi bạn từ tiểu học, không còn luôn ạ. Giờ là chỉ là khách làm ăn là nam thôi ạ, còn lại là không bạn bè gì nam đâu ạ. Sao vậy Tiệp? Đó thì em lấy lý do là ngày xưa là vợ em bảo em là anh không yêu em thì anh mới không ghen. Hình như anh chả yêu em cái gì. Thế là xong là từ đấy là em đấy, anh yêu đấy, đấy. Anh yêu là phải như vậy. Đó, cho anh giải thích đó. Ừ, cho mị biết là tôi ghen như thế. Rồi, bây giờ tới em đó Tiệp. Vợ em có tật xấu gì không? Vợ em à? Ngủ muộn này, rồi là ngủ dậy muộn. Và ngủ dậy có khi là 11 giờ ngủ mới ngủ dậy. Hoặc là tức là 8-9 giờ ngủ dậy là bình thường rồi. Mà nhà thì lại rất nhiều công việc. Cộng mấy lại là mình chỉ sạch cái chỗ ổ của mình thôi. Còn lại cái bừa bãi công việc thì không dọn, không quan tâm. Vợ có hay quan tâm đến cái cảm xúc của em không? Vợ em thì cũng rất là quan tâm. Vợ em là một người là rất là, phải nói là cũng rất là tuyệt. Và em nghĩ là không kiếm được một người nào gọi là bằng 2/3 đâu. Đó, ba đảm đang không? Phụ nữ ba đảm đang. Nấu ăn ngon này rồi nói chung rất là chiều chồng. Em thì em làm mệt thì từ xưởng em chạy về cho chồng cúp nước, đá lạnh như nào đấy là đầy đủ hết. Và nhân đây thì em nói luôn đi, cái mong muốn thay đổi của em ở chồng mình đó là gì? Vâng, em muốn là chồng em kiềm chế được cái bớt cái tính nóng nảy đi, rồi nói năng nhẹ nhàng hơn, rồi quan tâm chiều chuộng vợ hơn ạ. Thế còn Tiệp thì sao? Em chỉ muốn vợ em là hiểu thêm về chồng, về công việc của chồng để mà thông cảm những lúc mà cái áp lực cuộc sống, công việc nó quá nhiều ạ. Không có thời gian. Nhưng lúc rảnh rỗi thì lại bình thường. Nhưng em không phải là người cáu giận xong là cả ngày hoặc là cả tiếng hoặc là 15 phút sau. Chỉ một lúc. Chỉ gần 2-3 phút sau thôi. Thế là xong lại. Thế thôi bớt mày tao đi. Không mày tao nữa. Những hôm nay là nếu mà trong chương trình ở đây nè, nếu được bây giờ anh muốn chồng em á, anh hứa là anh bỏ luôn cái chữ mày tao luôn có được không em? Hứa với vợ đi, bớt mày tao đi. Anh hứa với vợ yêu là tôi không còn kêu mày tao nữa. Không hạn chế cái lời chế nó không hay trong cuộc sống gia đình. Cùng xây dựng hạnh phúc nó bền vững hơn và phát triển hơn, cùng nuôi dạy con tốt hơn. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Xin cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn khán giả. Mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai em. Dạ, em chào anh Quốc Thần, chị Hồng Vân. Em tên là Quỳnh Minh Pháp, quê em ở Tây Ninh. Em làm việc ở Bình Dương. Em tên là Nguyễn Thị An ạ, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương ạ. Cơ duyên nào mà hai em gặp nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Đó là hai vợ chồng em có quen một cô bạn là cô bạn chung. Rồi cô bạn đó rủ đi uống cà phê, rồi rủ vào bạn em đi ăn bột chiên. Hai vợ chồng em gặp nhau. Tức là em quen cái cô bạn đó là quen theo cái kiểu gì? Thực ra là cô bạn đó là làm chung với mẹ em. Mẹ em cũng thích là tính tình của cô bạn đó, cũng là muốn cho hai em tìm hiểu nhau. Có nghĩa là cái cô bạn đó là gia đình em muốn em tìm hiểu. Dạ. Rồi còn em quen cái cô bạn đó là với cái kiểu như thế nào? Dạ, em cũng là bạn. Rồi mà tại sao lại không chịu cô kia mà lại chịu cô này? Cô này có gì đặc biệt không? Thì đó, bởi vậy. Lúc đầu mà gặp vợ em á thì thấy vợ em nói chuyện rất là thành thật với nhỏ nhắn mà lại rất xinh. Sau cái ngày gặp đó là khoảng 3 đêm mà thức trắng. Cứ tương tư vợ giống như là tình yêu xét đánh vậy.
tương tư vợ rồi xong rồi đối với cô bạn kia thì sao? Có cảm thấy có một chút áy náy không? Dạ, tại vì cô bạn kia là chỉ mới nhắn tin giống như bạn bè bình thường thôi chị. Vậy thì em gặp ảnh thì về nhà có nhớ anh không? Dạ, đối với em thì lần đầu tiên gặp cũng có chút là gọi là có thiện cảm với ảnh á. Tại nhìn ảnh hiền á. Chắc chắn là em sẽ là người chủ động là tán tỉnh cô gái này, đúng không? Suy nghĩ đủ mọi cách, sau một thời gian mà nhắn tin qua lại khoảng hơn một tháng á, thì có rủ vợ em đi Vũng Tàu, đúng là ngày sinh nhật của vợ em. Rồi em lên kế hoạch là tặng quà, rồi tỏ tình ở ngoài biển luôn. Rồi ở Vũng Tàu mấy bữa? Ở Vũng Tàu 2 hôm chị. 2 hôm? Rồi hai đứa ở đâu? Bắt đầu đi là em suy nghĩ không biết là thuê 2 phòng hay 1 phòng. Nhưng mà đi đến đó thì khách sạn hết phòng. Còn 1 phòng thôi. 1 phòng mấy giường? Phòng cũng có 1 giường thôi. Trời ơi. Lúc đó mấy anh ở trong công ty á biết em đi chơi vậy đó, rồi cứ nhắn tin gọi điện nói mà đừng có manh động quá nha, đừng có làm gì quá mới có vợ được chứ làm quá là không được. Hồi đêm đó không có làm gì không em? Dạ không. Thì một chuyến đi rất là an toàn đúng không? Và sau đó thì về là bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ chắc cũng khoảng gần 1 năm á. 1 năm sau lúc mà cái ngày đám cưới thì bắt đầu mới có đêm động phòng. Dạ. Vui không? Cũng vui lắm vậy, nhưng mà lúc đó mà đám cưới xong á thì hai vợ chồng cũng mệt lắm rồi. Mệt chứ sao không mệt, uống rượu rồi chúc bàn đồ mệt. Vợ em thì lúc đó nằm một chỗ rồi, mệt nhiều lắm rồi. Gặp là đêm đồng phòng nên cũng nói vợ cố gắng đi vậy, để có kỷ niệm sau này. Vợ nghe lời không? Dạ vợ cũng nghe lời, nhưng mà lúc đó thì phòng của ba mẹ đó ở sát phòng của em. Rồi hai vợ chồng em của em cũng gần đó. Nên hai vợ chồng cứ rón rén. Trời ơi. Không có thoải mái cái suy nghĩ của mình. Đó, tại vì thường ai cũng vậy, cái cặp cô dâu chú rể là thường cái đêm tân hôn á là ai cũng mệt mỏi hết. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa nào ghen nào? Vợ em vậy. Tại sao em lại ghen với ảnh? Tại vì cái lần đó là ảnh đi đám cưới bạn á, ảnh đi về khuya lắm. Ở nhà thì em cứ trông á, em sợ ảnh say rượu á, rồi ảnh chạy xe rồi không biết có sao không á. Rồi xong cái ngày đó khoảng mấy ngày sau, vô tình em thấy được cái hình của ảnh với một cái cô bạn nữa, như là bị chụp lén á, kiểu như là ảnh dìu dìu chứ cũng chưa hẳn nắm tay, tại hình cũng mờ mờ á. Lúc đó em vừa thấy hình em không cần biết, em gửi lại cái tấm hình đó cho ảnh liền luôn. Ảnh cứ gửi cái mặt cười, ảnh cười khà khà bình thường vậy đó. Ảnh kêu tại bữa mấy đứa bạn nó thấp, nó kêu á là dám để cho nó đốt nhà hơn, nó đốt nhà là nhà cháy. Chồng em thì từ nào thì chưa thấy em ghen á, tưởng hồi quen tới cưới á, ảnh khẳng định là em không có ghen, nên ảnh cho người ta chụp luôn. Thì em mới tức quá, ấm ức quá, nói không lại ảnh, rồi cái gọi về nhà cho ba mẹ chồng em. Nhắc mẹ em, tại vì ba mẹ em cũng tâm lý, cũng thương lắm. Em gửi hình cho mẹ em xem luôn. Cái không biết sao mẹ gọi cho ảnh, cái mẹ la chứ sao, cái khuya về, cái gì cũng bây giờ ảnh ôm em, cái nói anh xin lỗi với em. Dâu ảnh sai rồi, sau này thì ảnh không có làm vậy nữa vậy đó. Rồi bây giờ thì còn ghen nữa không? Dạ không. Xong đêm đó là thôi, tại vì em hiểu cái tính ảnh. Rồi giờ kể thật xấu anh ra đi. Ảnh thì cũng không gọi là xấu lắm, chỉ có cái là ảnh làm cái gì á, ảnh làm cho nhanh, làm cho xong. Em nhờ là ảnh làm sao miễn cho có là được rồi, chứ không đặt cái tâm vô trong đó để làm. Bình thường ít nói, nhậu về cái phàn nàn em, sao em khó quá, em không cho đi nhậu. Mấy tháng là anh mới đi nhậu một lần mà em cũng khó với anh nữa. 1 tháng hoặc là 2 tháng mới đi một lần thôi chị, nhưng mà trời về cứ bị cằn nhằn, bây giờ khó chịu. Vậy hả? Dạ. Mấy giờ em về tới nhà? Khoảng 10 giờ là về tới nhà rồi chị. 10 giờ đã có mặt ở nhà rồi. Mà vợ cằn nhằn quá rồi khó chịu vậy. Thôi ghét quá mày, một 3 tháng nhậu lần đi. Vợ em thì sau khi cưới thì phát hiện ra một tính là ngủ nướng. Mỗi khi đi làm là em phải thức dậy sớm, phải gọi vợ dậy mới bước ra khỏi giường thôi. Còn không gọi có khi là, nếu mà em đi làm luôn, có khi là vợ lại đi làm trễ. Ngủ nướng nè, còn gì nữa? Rất là ít nấu đồ ăn. Thường chỉ nấu những món vợ thích thôi. Còn những món khác thì để chồng nấu. Còn việc nhà thì thường là em, phần lớn là em. Dạ, người ta thường có tivi, gọi là tivi điều khiển và giọng nói đó. Còn em giống như là robot mà điều khiển và giọng nói. Vậy đó hả? Dạ. Vậy mà sao trách ảnh làm việc vô tâm trời. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ chưa vậy. Em cũng trong lắm, giờ thấy như thấy con người ta đó, thấy ai cũng thương cũng nhớ á. Cứ hả thấy con đít mà em ảnh cái là tối giờ em ngủ em nhớ á. Vậy thì bây giờ phải phụ thuộc vô anh này. Có nghĩa là làm việc có tâm chút xíu. Đúng không? Nãy giờ vợ mới tố cáo là vô tâm đó, làm cho có, cho rồi, cho qua loa đó. Nhanh. Cho nên bây giờ là muốn ấy là phải làm có tâm chút xíu. Chuyện mà có con cũng vậy. Vợ em thì thích con gái,
rồi cứ nghe người này nói bài uống thuốc này hay là uống rượu này là cứ rủ em là hai vợ chồng mình đi đến đó. Dạ, thật ra là do em với ảnh hai người lớn lên với hai cái môi trường sống khác nhau á. Ảnh thì gia đình ảnh hạnh phúc từ lúc nhỏ rồi, còn em thì tuổi thơ của em không có được vui. Mẹ em thì đi làm xa, em với em gái thì ở nhà với bà ngoại. Ba em bỏ đi hồi lúc mà hai chị em còn nhỏ xíu à. Lúc đó là ba mẹ con không có nhà để ở, ở nhờ ngoại cô mang. Mẹ đi làm xa rồi xảy ra nhiều chuyện lắm, cay đắng mẹ em chịu nhiều lắm. Rồi hai đứa cũng trải qua nhiều chuyện. Em gái em thì nó nhỏ, nó hay bị bệnh á. Cái tuổi thơ của em là niềm vui nó ít dữ lắm. Mỗi lần em đi tới nhà bạn chơi á, đạp xe đạp qua nhà nó chơi mà thấy nhà nó mà gia đình nó quay quần vui vẻ với nhau là em quay đầu xe em đi về, mà đi dọc đường cứ khóc. Chưa bao giờ em suy nghĩ em sẽ có được một cái gia đình như thế này. Lúc em quen ảnh, anh cũng biết, em cũng kể cho ảnh nghe, anh cũng tiếp xúc với gia đình em, anh cũng biết á. Nên ở nhà hồi lúc mà bà ngoại còn sống á, bà ngoại cũng thương ảnh lắm. Bà ngoại mất rồi hả? Dạ bà ngoại mất. Dạ bà ngoại mất gần một năm rồi chị. Bà ngoại cũng như là mẹ em. Lúc đó ảnh nói với em á, em yên tâm đi, em mà về với gia đình anh á, anh đảm bảo với em là cái cuộc sống của em nó sẽ khác. Vật chất thì ảnh không có cho em được nhiều, nhưng mà cái tình cảm thì chắc chắn. Nhưng mà thật sự là những gì ảnh nói được thì ảnh đã làm được hết. Thật sự là ba mẹ chồng, nhưng mà đối với em là cũng giống như là ba mẹ ruột. Ba mẹ đối xử với em không có thua đối với ảnh vậy đó. À thì chính vì cái tuổi thơ như vậy thành ra là đối với em á, mọi thứ em cứ bị rụt rè là lý do đó đúng không? Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là đã đến lúc mà em phải ngừng cái suy nghĩ đó lại. Là bởi vì sao? Em thấy rõ ràng em nói được cái câu là em không tưởng tượng được em có một cái gia đình như thế này. Đó thì nhưng mà rõ ràng đây là sự thật rồi. Em có một người chồng quá yêu thương em, rồi là ba mẹ chồng nữa, đúng không? Cho nên là những cái gì mà tiêu cực á, em bỏ qua một bên hết đi. Em phải tự tin vào những gì mà em đã làm được. Để làm gì? Em còn giúp em gái em, giúp mẹ. Nhất là mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, đúng không? Nhân cơ hội này em cũng có điều gì muốn chia sẻ với mẹ mình hay không? Mẹ ơi, gần 20 năm nay á, cay đắng mẹ chịu nhiều lắm rồi. Con biết cái mẹ mẹ mong muốn nhất á, là muốn cho con với em á, có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ thì mẹ cứ thể mà mẹ yên tâm rồi, con gái của mẹ đang hạnh phúc lắm. Với ba mẹ chồng. Dạ, em có vài lời em gửi tới ba mẹ em ở nhà. Cái thời gian qua con về nhà mình là cũng được một năm rồi á. Con không có giỏi, con không khéo léo, con không biết nấu ăn, nhưng mà con tới với gia đình mình con có tấm lòng. Con cảm ơn ba mẹ. Chồng có muốn nói gì với vợ không nè? Anh chỉ muốn nói là anh sẽ quan tâm và chăm sóc yêu thương em như cái lúc mà anh tỏ tình với em, cho em gia đình hạnh phúc nhất. Anh xin chúc cho hai em lúc nào cũng hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong gia đình. Và trong năm tới sẽ đón chào một nàng thiên thần Chúa sẽ xuất hiện trong gia đình của chúng ta. Cảm ơn. Khi nào có tin vui nhớ nhắn tin báo cáo cho anh biết nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn hai em và chúc sức khỏe.